Hội thảo của chúng ta ngày hôm nay là để chúng ta coi như là một thành phần, những thành viên trong thành phần của Hiệp hội Edison quốc tế, và như vậy thì chúng ta cũng có trách nhiệm để bàn luận, đưa ra những vấn đề cốt lõi nhất để phục vụ cho ý kiến lớn của Edison Việt Nam tại Đại hội toàn thể. Và chúng tôi hy vọng là kết quả của hội thảo ngày hôm nay sẽ là những cái quyết định được đưa vào kết luận chung của Đại hội toàn thể của Edison quốc tế. Tôi có được những cái ý kiến mới mẻ và sâu sắc từ người Việt để cho trong những năm tới công việc quyết định tốt hơn. Phát triển doanh nghiệp đúng khi mà nó hỗ trợ chính sự cạnh tranh cho các doanh nghiệp, tính nó làm nên sự phát triển thì chính các doanh nghiệp đấy nó ra khỏi vai trò đó. Đây là một cái quan hệ sinh tồn. Chúng ta được mục tiêu của cái hiệp hội phù hợp đúng không ạ? AIA thể hiện ba vai trò. Cái vai trò thứ nhất, AIA đóng vai trò là trung gian. Trung gian là một cầu nối giữa các doanh nghiệp đối với nhà nước. Còn đối với các chủ thể xã hội khác thì môn tính chất dân sự ở đây. Thì ví dụ như là một số tổ chức như là tổ chức chính trị, y tế, phụ nữ, hội nông dân v.v. Đây là những tổ chức chính trị, chính cái hoạt động của AIA thực hiện những mục tiêu lớn như vậy. Cho nên là ảnh hưởng nó có tác động trực tiếp đến các tổ chức đoàn thể này. Chính từ cái hoạt động đó thì các tổ chức đoàn thể này phải đã có một cái tự nhìn nhận lại và có khả năng hoạt động tích cực hơn trong hoạt động. Chính AIA đang mang lại cho các cơ sở kinh doanh hoặc là các tổ chức mà mạnh thường quân hỗ trợ AIA là có được cái kinh nghiệm, đồng thời qua hoạt động AIA thì các tổ chức này cũng nâng cao được cái năng lực quản lý của chính cái cơ sở kinh doanh của mình. Thì nên như vậy là thông qua cái hoạt động này thì hoặc là cũng học tập được khả năng điều hành từ AIA, hoặc là bên cạnh đó chính cái hoạt động này thì các tổ chức này cũng khơi dậy được cái tiềm năng của chính các chủ thể đó. Trợ giúp, hỗ trợ, liên kết của nhiều thành phần để cùng vì một đích chung là phát triển giáo dục. Thì cụ thể trong đây là một cái sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa tất cả các thành viên của nhiều các khác nhau, hoặc là của nhiều đơn vị, nhiều ngành để cùng với mục đích phát triển một cái dự án. Quan hệ tương trợ là gì? Quan hệ tương trợ là quan hệ đa chiều, có sự liên kết để quy tụ những người quan tâm đến giáo dục. Ngoài ra, Hiệp hội AIA quan tâm đặc biệt hỗ trợ các tổ chức cộng đồng khó khăn, có nhu cầu được quan tâm. Ví dụ như là đối với cho học sinh dân tộc thiểu số, cụ thể như là phòng đọc sách, giáo sư dinh dưỡng, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giao lưu. Một dạng tương trợ nữa là giúp cho gia đình học sinh dân tộc thiểu số, cụ thể như là xây dựng nhà vệ sinh, giếng nước. AIA có vai trò trung gian, khuyến khích sự liên kết, cùng hành động để thay đổi cách nhìn, cách làm. Đối với AIA, vị trí của các đối tác là cùng hành động, cùng chia sẻ để thúc đẩy sự phát triển, tự do, dân chủ trong các quyết định. Quyền của AIA là trong cái mức độ trung gian và có nghĩa vụ hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ một cách dân chủ các quyết định để đảm bảo một mục đích chung. Và bên đối tác cũng có sự cam kết thỏa thuận thực hiện trong một thời gian nhất định. Thì cái chỗ này, cái mối quan hệ, trong cái mối quan hệ tương trợ thì mỗi bên đều có quyền và nghĩa vụ. Thì đặc biệt cái nghĩa vụ là một cái cam kết thỏa thuận để thực hiện dự án. Và cái mà điều mà chúng ta gặp nhau đây đó là cái hiệu quả của dự án AIA đã mang lại trong thời gian qua mà chúng ta đã triển khai ở tỉnh Khánh Hòa đi đúng hướng nhu cầu của giáo dục. AIA không có chính kiến riêng của mình,
khi bàn đến một vấn đề nào đó. Khi bàn về một cái vấn đề cụ thể thì tất cả đều bình đẳng, tự do phát biểu và đều được tôn trọng. Bàn bạc, thống nhất ý kiến và hành động theo tôn chỉ hiến chương hội và sự phát triển giáo dục của địa phương. Không phải vì anh sẵn sàng chia sẻ quan điểm đường lối với đối tác, để đối tác phải nắm được và nắm rõ cái quan điểm đường lối của A, từ đó để xây dựng được các dự án và hợp tác triển khai cho hiệu quả. AA thì dĩ nhiên là không nên từ bỏ chủ trương của mình, và AA chỉ chấp nhận đối thoại nhưng chứ không từ bỏ chủ trương. Không nào, thì cái mục đích, cái câu chuyện ta đề ra rồi thì chúng ta thực hiện, và với mọi đối tác thì chúng ta đều có sẵn sàng đối thoại để với mục đích là làm sao để giáo dục cho mọi người đạt những kết quả tốt. Tức là chính quyền đây là từ cấp trung ương cho đến cấp tỉnh, đến cấp huyện và đến cấp xã xem xét để thay đổi, điều chỉnh chính sách cho phù hợp với sự phát triển của địa phương, đặc biệt là giáo dục cho mọi người có cái đường tốt. Đấy là cái sự cái các hoạt động của dự án mà mang lại tác động những chính sách. Vậy là trong từng cái dự án, từng tầm một, từng phạm vi mà dự án triển khai ở cấp tỉnh, ở cấp huyện hoặc là cấp quốc gia thì trong quá trình đó thì chắc chắn là những cái hiệu quả của dự án mang lại sẽ rút tỉa ra các kết luận, và các kết luận đó sẽ giúp cho các nhà quản lý sẽ điều chỉnh các cái chủ trương, các chính sách để làm cho giáo dục phát triển, để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Hội nghị toàn thể đã xong. Qua cái hội nghị toàn thể năm nay, chúng tôi biết thêm về hiệp hội NSOC và có thể hiểu thêm nhiều hơn về NSOC International. Qua đây thì chúng tôi thấy là cái tổ chức cái hội thảo này nó rất có ý nghĩa đối với cái việc phát triển giáo dục ở địa phương, cũng như là góp phần cho chúng tôi để biết thêm về cái tổ chức NSOC. Chúng tôi nhận thấy rằng với cái sự nỗ lực của NSOC thì chắc chắn sẽ mang lại giáo dục rất lớn cho chúng tôi, cũng như là một số các trường học. Thì thật nhau cũng như trong cái cách làm việc là cùng nhau đưa ra ý kiến, bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất, và trong quá trình làm việc thì luôn luôn là hỗ trợ lẫn nhau, tạo cái điều kiện rất là thoải mái cho anh em làm việc.